Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 tăng 0,16% so với tháng trước và giảm 0,85% so với cùng kỳ. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 1,39% so với bình quân cùng kỳ. Trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ, chỉ có 2 nhóm có chỉ số giá giảm là giao thông và biêu chính viễn thông. Chỉ số giá tiêu dùng chịu tác động của việc nhà nước điều chỉnh giá xăng dầu, giá điện sinh hoạt tăng, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm và đồ dùng gia đình biến động theo mùa vụ tuy nhiên do thực hiện đồng bộ hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ kiểm soát bình ổn giá cả thị trường cùng với việc giữ ổn định mức thu học phí năm học vừa qua nên lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp đảm bảo đời sống của người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế